Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nông thôn Chuyển động được phát sóng vào 6 giờ 10 phút hàng ngày trên kênh 3N VTC16. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay, 28 tháng 12 năm 2016 với tiểu mục Chuyện gì đang xảy ra. Cơn bão số 10 có tên quốc tế là Noctem đang suy yếu và nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Trung. Do cam sành đang có giá trên thị trường nên nhiều nông dân ở tỉnh Hậu Giang đã đổ xô bỏ lúa trồng cam, một trong những loại cây ăn trái đặc sản không hề dễ trồng. Còn tại Nam Định, hơn 1.000 hectare ruộng đã bị bỏ hoang do nông dân canh tác kém hiệu quả. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất về cơn bão số 10 có tên quốc tế là Noctem sẽ mở đầu chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay của chúng tôi. Sau khi vào Biển Đông, bão số 10 đã đổi hướng và có xu hướng suy yếu dần. Cơn bão nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Trung. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão giảm nhanh còn cấp 8, tương đương 60 đến 70 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo cơn bão sau đó di chuyển chệch xuống phía Nam, mỗi giờ đi được 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Vùng ảnh hưởng của áp thấp, vùng áp thấp dự kiến không ảnh hưởng trực tiếp tới miền Trung. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố báo cáo kết quả phân vùng bão, xác định nguy cơ bão và phân vùng gió cho các vùng sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc phân vùng bão được thực hiện trên toàn lãnh thổ, vùng ven biển và đảo ven bờ của Việt Nam. Theo đó có 8 vùng ảnh hưởng của bão, gồm vùng 1 các tỉnh Đông Bắc, vùng 2 các tỉnh Tây Bắc, vùng 3 các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, vùng 4 các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, vùng 5 các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, vùng 6 các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, vùng 7 các tỉnh Tây Nguyên, vùng 8 các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang. Bộ Tài nguyên cũng cho biết các vùng có nguy cơ gió mạnh, mưa lớn khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ. Vùng 1, gió trong bão có thể đạt cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 13. Vùng 2, gió trong bão có thể đạt cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 13. Vùng 3, gió trong bão có thể đạt cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Vùng 4, gió trong bão có thể đạt cấp 15, 16, giật trên cấp 17. Mưa một ngày lớn nhất trong bão có thể đạt từ 1.000 đến 1.050 mm. Vùng 5, gió trong bão có thể đạt cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 16. Vùng 6, gió trong bão có thể đạt cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 16. Xin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2016, cơ quan này phát hiện 32 trường hợp tôm có chứa tạp chất. Các cơ sở bị phát hiện chủ yếu là bơm tạp chất aga vào tôm sú, tôm thẻ để tăng trọng lượng trước khi bán ra thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, việc đưa tạp chất vào tôm được các cơ sở thực hiện tinh vi. Các đối tượng vi phạm luôn tìm cách đối phó và sẵn sàng chống đối với các lực lượng chức năng. Trong năm 2016, các cơ quan chức năng của tỉnh đã bắt 32 vụ với gần 2.700 kg tôm có chứa tạp chất, phạt vi phạm hành chính các cơ sở hơn 2 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho rằng, với hành vi bơm tạp chất vào tôm cần bổ sung vào bộ luật hình sự thì mới có thể răn đe được các đối tượng vi phạm. Thưa quý vị, trúng mùa, được giá, lợi nhuận cao nên nông dân ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bỏ lúa, đổ xô trồng cam sành, bất chấp khuyến cáo về viễn cảnh dội chợ ế hàng khó tránh khỏi. Ghi nhận của các phóng viên Nông thôn Chuyển động tại tỉnh Hậu Giang. Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, hàng loạt diện tích đất lúa không còn hiệu quả đã được chuyển sang trồng cam. Tuy nhiên, hầu hết người dân ở đây đang trồng cam theo phong trào, còn kỹ thuật trồng loại cây này lại chưa nắm vững. Rồi mới lên đây, sau khi mần lúa bây giờ là chuột cắn quá à. Nông dân giờ mần không có lời, thì giờ lên bờ đang thu hoạch 3 cây trái, đang sản xuất lại. Nếu mà mình muốn trồng được cây cam thì trước hết mình phải hiểu nó, quá trình sinh trưởng của nó. Chứ mà không hiểu thì lúc đó bà con tự trồng thì lúc đó là cái hậu quả là nó rất nặng nề. Hiện nay là có một số là nói chung trồng thất trắng bỏ đi Bình Dương luôn. Với mong muốn tăng lợi nhuận, nhiều người đã trồng cam với mật độ dày gấp đôi so với khuyến cáo của ngành nông nghiệp và lượng phân bón cũng tăng mạnh.
Nếu như bình thường, chu kỳ bón phân cho cam là từ 2 đến 3 tuần một lần, thì ở đây chu kỳ đó đã được rút lại. Cứ từ 2 đến 3 ngày, người dân lại bón phân và phun thuốc để cây phát triển nhanh. Điều này đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trước hết, chúng ta nên phân tích cái đất của cái vườn cây ăn trái nói chung hay là cái vườn cam và cái đất lúa. Thì hai cái đất này nó khác nhau hoàn toàn. Đối với đất lúa đó, thì năm nào bà con cũng ngập nước nó, rồi cài, rồi trục. Thì nếu mà mình làm như vậy đó, là cái đất ở dưới nó bị dẻ, nó cứng ngắt, nó dẻ, nó chặt. Tức là nó không có cái lỗ hổng, thành ra nó rất là dẻ. Mà đất dẻ như vậy đó, thì chúng ta không thể trồng cây ăn trái được. Ồ ạt trồng trong khi chưa nắm vững kỹ thuật. Hậu quả là hàng ngàn diện tích cam ở đây đã bị nhiễm bệnh vàng lá gần xanh, vàng đầu lá và vàng lá thối rễ. Nhiều diện tích cây chỉ phát triển được 1 đến 2 năm đã bắt đầu xuất hiện bệnh. Nhẹ thì người dân phải phun thuốc phòng trừ, còn nặng thì phải nhổ bỏ, tiêu hủy. Và người chịu thiệt hại, không ai khác, vẫn chính là người nông dân. Nhiều năm nay ở Nam Định xuất hiện tình trạng nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng. Những lao động trẻ, khỏe, không ở quê sản xuất mà ra các thành phố lớn làm nghề xe ôm, làm thuê. Theo báo cáo mới nhất, tình trạng đất ruộng bị bỏ hoang ở địa phương này đã lên đến hơn 1.000 hectare. Thửa ruộng này của gia đình bà Nghiên vốn từng là bờ xôi ruộng mật. Tuy nhiên, năm vụ nay, chúng đều bị bỏ hoang như thế này. Theo bà, mức thu nhập từ cấy lúa không thấm vào đâu so với đi làm công nhân. So sánh với công việc khác thì tôi cũng so sánh như luôn, như là đi công ty như này thì là công ty như này, như chúng các con cháu chúng tôi là đi làm thì là cả làm thêm nữa là được 5,5-6 triệu. Thế như chúng tôi làm như này mà bây giờ là cái nông nghiệp như này chúng tôi quá thấp. Đấy. Nên là chúng tôi là bỏ ruộng là vì vậy. Xã Tân Thịnh có tổng diện tích 685 ha đất nông nghiệp. Tính đến thời điểm này thì có hơn 1/3 số diện tích đang bị để hoang. Theo chính quyền xã, một trong những nguyên nhân chính là sự phát triển nóng của các khu công nghiệp, các làng nghề. Một là đấy là do cái yếu tố cái giá trị sản xuất nông nghiệp thì nó thấp như vậy. Và hai là cái thực tế của cái việc cái nhu cầu về lương thực ấy là nó tương đối an toàn. Và cái hướng mở của dân thì là bắt đầu là có cái hướng phát triển các ngành nghề khác, cái thu nhập mà đã có thì là người ta đã bắt đầu người ta chuyển sang cái vấn đề làm kinh tế. Đó là cái tình trạng phát triển các cái khu cụm công nghiệp, làng nghề mà nó thiếu quy hoạch hoặc là không theo quy hoạch, dẫn đến tình trạng làm ảnh hưởng đến cái hệ thống kênh mương thủy lợi và những cái chất thải, nước thải của các cái làng nghề, của các cái khu cụm công nghiệp thì nó lại ảnh hưởng đến một số cái diện tích canh tác nông nghiệp của những cái diện tích xen kẽ ở các cái khu vực xung quanh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, năm 2015, tỉnh này có hơn 900 ha đất nông nghiệp bỏ hoang. Đến cuối năm 2016, con số này đã lên đến hơn 1.000 ha. Tổng cộng có gần 12.000 hộ nông dân bỏ ruộng. Và đây là con số đáng báo động với một tỉnh có hơn 80% dân số làm nông nghiệp. Nông dân của Nam Định thì bình quân ruộng đất rất là thấp, chỉ dưới 500 mét vuông trên đầu người. Đấy là bình quân toàn tỉnh, nhưng cũng có những nơi thì chỉ có khoảng 300 mét vuông trên đầu người. Cái sinh kế của họ, cuộc sống họ không thể trông chờ vào mấy cái sào ruộng ấy được, mà họ phải vươn ra đi tìm những cái nghề khác. Ruộng đất vốn được coi là yếu tố sống còn với người nông dân, thì nay chúng lại trở nên hoang hóa. Thực trạng này không chỉ diễn ra ở Nam Định, mà đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các địa phương khác. Trong khi hàng chục nghìn hộ nông dân đang bỏ ruộng hoang hóa, thì ở nhiều địa phương cũng đang xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân thuê lại ruộng đất để sản xuất. Điều này cho thấy một xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện nay là tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa tất cả các khâu sản xuất. Tuy nhiên, giải quyết tình trạng để hoang đất nông nghiệp với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp lại đang bộc lộ nhiều vướng mắc. Hơn 2 hectare sản xuất giống và trồng cây vụ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nông. Toàn bộ diện tích đất của công ty hiện nay là thuê lại của người dân địa phương theo hình thức tự thỏa thuận từ 2 đến 3 năm. Do vậy, dù rất muốn, nhưng doanh nghiệp không dám đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất lâu dài. Vì khi hết hợp đồng, nông dân có thể đòi lại đất.
Muốn phát triển được cánh đồng mẫu lớn thì về thời gian là nó phải có, về thời gian phải dài hạn chứ không phải là 1 năm, chứ không phải là 2 năm. Cũng có một vài doanh nghiệp về là xin là thu mua lại chỗ này hoặc là thầu lại chỗ này và giả cho bà con cái giá là rất cao, nhưng bà con cũng không nghe. Cho nên là cái việc mà để doanh nghiệp vào mà để dồn lại để mà sản xuất cho nó được thuận tiện là khó khăn. Theo đánh giá của nhiều địa phương thì tình trạng bỏ ruộng hoang làm lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, đây lại mở ra hướng đi mới trong việc tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư. Mặc dù vậy, để thực hiện được mục tiêu thu hút doanh nghiệp lại không hề đơn giản, bởi chính sách về đất đai đang bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc. Thế giờ cái thiếu nhất của chúng ta là đường chưa có những cái vùng sản xuất tập trung. Mặc dù nhá, tỉnh thì có cả 2 nghị quyết để khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư với mọi cơ chế chính sách. Thế nhưng mà vẫn thấy rất ít những doanh nghiệp vào. Tôi nói ví dụ như cái quy định về hạn điền là còn có đưa ra những cái quy, trong chính sách đất đai chúng ta là còn đưa ra những quy định là cái mức thuê gom tích tụ ruộng đất của các cái tổ chức cá nhân ấy, là cũng còn bị giới hạn. Ví dụ không được cho thuê quá 5 năm nữa. Thì cái đó là cái vướng, cái khó. Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ cho rằng đất đai vốn là tài sản gắn liền với người dân. Khi chính sách thu hút doanh nghiệp chưa thực sự trở thành cốt lõi, thì xây dựng lại hình thức tổ chức sản xuất gắn liền với người nông dân mới là giải pháp bền vững. Tôi cho rằng là cái nền tảng nó chính vẫn là cái tổ chức lại sản xuất. Trong đó có tổ chức lại các hợp tác xã, hỗ trợ xây dựng các trang trại thì mới có thể giải quyết được vấn đề tái cơ cấu một cách mở rộng. Chứ còn tái cơ cấu mà chỉ trông chờ vào mấy cái doanh nghiệp về thì cũng chỉ được mấy nghìn hecta, vạn hecta, như đấy là hơn vạn hecta. Thế còn lại của nông dân anh bằng cách nào? Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, câu chuyện tích tụ đất đai, thu hút doanh nghiệp cũng được nhiều đại biểu tập trung phản ánh. Và Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết đang xem xét phương án thành lập ngân hàng đất đai để gom lại đất mà người dân không muốn sản xuất để cho doanh nghiệp thuê lại. Phương án này được cho là có lợi khi người dân sẽ không đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất, đồng thời lại có thể trở thành công nhân nông nghiệp ngay trên mảnh đất của mình. Trong phần tiếp theo của chương trình, hơn 1.000 hộ dân ở khu vực Thượng Thành, Eo Bầu thuộc Kinh Thành Huế đang sống chật vật chờ ngày được tái định cư. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Đồng Tháp diễn biến phức tạp. Trong phần tin quốc tế, mỗi năm Madagascar sản xuất khoảng 7.000 tấn cacao chất lượng cao ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, nông dân mới chỉ nhận được một phần rất nhỏ lợi nhuận từ ngành sản xuất này. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới, để giải tỏa, di rời các hộ dân ở khu vực Thượng Thành, Eo Bầu thuộc Kinh Thành Huế, UBND TP Huế đã thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư ở phường Hương Sơ với số tiền gần 60 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, khu tái định cư này vẫn bị bỏ hoang trong khi người dân phải sống trong những căn nhà tạm chờ sập. Nguyên nhân vì đâu? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Hàng chục năm sống ở khu vực Thượng Thành thuộc Đại Nội Huế, cũng là chừng đó thời gian gia đình ông Lê Quang Thượng chật vật che chắn mỗi khi mùa mưa bão về. Theo lời ông, bao nhiêu năm qua, chính quyền hứa hẹn di rời các hộ đến nơi ở mới. Thế nhưng cho tới nay, họ vẫn chưa thể tái định cư. Rất muốn là được nhà nước di dời và đền bù cấp thỏa đáng một chung cư hoặc là cấp đất. Khi mà nhà nước hoàn thành thì cấp nhà, cấp cửa hoặc là đền bù chi đó thì mình cũng chấp nhận đi thôi. Chứ mình cũng không có, ở đây cũng nhiều khi cũng phức tạp. Đầu năm là cũng nói là cuối năm 2015 là có thể giải tỏa Thượng Thành. Rồi thế cuối năm thì cũng không thấy gì hết. Khu vực Thượng Thành, Eo Bầu có khoảng 1.000 hộ dân cư ngụ từ trước năm 1975. Năm 1993, khi quần thể di tích Cố Đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, thì khu vực Thượng Thành, Eo Bầu trở thành khu vực 1 của di tích với các quy định bảo vệ nghiêm ngặt. Theo dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh Thành Huế do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế làm chủ đầu tư,
các hộ dân sống ở khu vực này sẽ được di dời tái định cư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 cho đến năm 2015. Thế nhưng đến nay, đã cuối năm 2016, dự án mới chỉ dừng lại ở những giai đoạn đầu do khó khăn về quỹ đất và kinh phí thực hiện. Trong khi đó, chung cư tái định cư cho gần 100 hộ dân lại bị bỏ hoang bởi người dân cho rằng giá cao không phù hợp với nhu cầu. Bà của chung cư này thì cũng mong muốn để cho bàn giao cho người dân để vào ở nơi cuộc sống. Nhưng mà thật sự là người dân cũng có cái kính lựa chọn khác là đất tái định cư. Họ có thể là từ đó ổn định cuộc sống đi của họ. Nên cũng còn một số các hộ trồng chưa được bố trí. Trước sự chậm trễ của các cơ quan chức năng, hàng trăm hộ dân vẫn phải tiếp tục sống tạm và chưa biết đến khi nào mới được tái định cư. Điều này cũng gây ra cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan trong quần thể di tích Huế. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Đồng Tháp diễn biến phức tạp. Mặc dù các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh, đặc biệt là công an các huyện, thị, giáp biên giới thường tăng cường công tác, nắm tình hình và mở đợt cao điểm tấn công chấn áp, nhưng hàng lậu vẫn lén lút len lỏi qua các đường mòn biên giới bằng nhiều cách. Huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cứ vào các thời điểm rạng sáng, trưa và chập tối, các đối tượng buôn lậu lại hoạt động. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá ba số 555, Z, Hero và đường cát Thái Lan, được các đối tượng này đeo trên người, giấu trong cốp xe và luồn lách bằng xe gắn máy với tốc độ cao trên các tuyến đường. Không có kể bất chở người ta sống chết sao sao chứ. Đi đường, đi bộ đường cũng sợ nữa, sợ có cái là bất sức mình là đụng mình chết nữa. Huyện Hồng Ngự có hai tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia là tuyến tỉnh lộ DT841 đi qua xã Thường Phước 1 và tuyến đường liên xã Thường Thới Hậu A và Thường Thới Hậu B. Đây cũng là khu vực các đối tượng buôn lậu thường xuyên vận chuyển hàng từ biên giới vào nội địa. Trước mắt trên thì là ba lực lượng hải quan, công an, biên phòng đã tổ chức cái chốt tại nhà văn hóa 3 để giảm cái tình hình buôn lậu trên địa bàn, đồng thời bảo vệ cái an ninh trật tự cho địa phương. Theo ngành chức năng, thời gian gần đây, tình hình vận chuyển thuốc lá lậu đang có chiều hướng gia tăng đáng kể. Trong những ngày đầu tháng 12 năm 2016, lực lượng biên phòng, hải quan, công an huyện Hồng Ngự, các xã trên địa bàn biên giới đã triệt xóa 8 vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy do các đối tượng vận chuyển bằng đường bộ. Số lượng hàng hóa tạm giữ lên tới hàng ngàn gói thuốc lá các loại. Chiều ngày 25 tháng 12, một nhóm 6 người đã tiếp cận bé gái 9 tuổi, trong đó một đối tượng bịt mặt đã dùng một vật giống roi điện chích vào người bé gái. Vụ việc nghi là bắt cóc trẻ em xảy ra tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chiều tối ngày 25 tháng 12, một nhóm 6 người đã tiếp cận bé gái Lưu Khả Yến, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Trong đó, có một người đàn ông bịt mặt, 5 người còn lại cảnh giới xung quanh. Đối tượng bịt mặt đã dùng một vật giống roi điện chích vào người bé gái, trong lúc em này đang chăn bò. Các đối tượng này có ý định đưa bé lên xe chở đi. Tuy nhiên, khi bé chống cự và la hét lớn, 6 đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát. Tôi rất là hoang mang, bởi vì mình là khu vực nông thôn, trước giờ hôm đó thì bị chảy ro, nhưng mà giờ nó chảy ro, cái việc người ta cũng thấy là rất là lo cho con và cũng như cộng đồng, thì ta cũng có bố cho chính quyền địa phương chúng đồn thủ tục đầy đủ để giải quyết cho dân chúng ta được yên tâm hơn. Sau khi nhận được thông tin từ phía người dân, công an xã Bình Giang đã ghi nhận và tiến hành xác minh nhằm tránh gây hoang mang trong nhân dân. Chưa thông báo nhân dân, bởi vì mình chưa xác định được đối tượng, có thể bé cát hay là không bé cát. Nếu mình thông báo thì gây cái vòng mòn nó chúng dân, đúng không? Thực tế mình cũng không có cơ sở để mình khẳng định được bé cát. Theo cơ quan công an, hiện chưa thể khẳng định đây là vụ bắt cóc trẻ em hay nhằm mục đích khác. Nhưng các bậc cha mẹ cần hết sức cảnh giác, nhắc nhở con em mình không tiếp xúc với các đối tượng lạ. Bởi hiện nay, vấn nạn xâm hại trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.
người dân thôn Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã cùng nhau góp tiền để xây dựng đền Ngài Nam Hải, hay còn gọi là đền Cá Ông, để thờ bộ xương cá voi khổng lồ nặng hàng tấn. Bộ xương cá voi được người dân trong vùng quan niệm rất linh thiêng. Thôn Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa vốn là địa phương có truyền thống đi biển từ xa xưa. Theo người dân địa phương, khoảng đầu năm 2004, trong lúc đi biển, người dân phát hiện một con cá voi nặng hàng chục tấn đã chết, trôi giạt tại khu vực đầm Sú Vẹt. Họ đã cùng nhau đưa cá vào bờ, đồng thời mua lưới để vây xác cá voi để bảo vệ. Sau 7 tháng, thịt cá voi bị rữa, người dân thôn Hùng Thành đã mang bộ xương về, vệ sinh sạch sẽ và cất giữ trong làng. Người dân nơi đây đã lấy ngày 1 tháng 2 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ của con cá voi này. Theo chính quyền địa phương, đây là bộ xương được đánh giá là còn nguyên vẹn và lớn nhất miền Bắc.